Mới đây, tại Trung tâm Làng nghề Bát Tràng Hà Nội, Cục Công Thương địa phương Bộ Công Thương đã chủ trì hội thảo về cơ chế chính sách phát triển đội ngũ thợ giỏi, nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp cho dự thảo quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Bộ Công Thương cho biết, đối với lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, chủ thể nghệ nhân là những người kế thừa, lưu giữ và truyền dạy nghề thủ công mỹ nghệ do các thế hệ cha ông để lại, tôn vinh nghệ nhân và tạo điều kiện để nghệ nhân hành nghề, truyền nghề cho thế hệ sau nhằm giữ gìn và phát huy giá trị tinh hoa các nghề thủ công mỹ nghệ của dân tộc. Tuy nhiên, qua quá trình xét tặng danh hiệu theo Nghị định số 123/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số vướng mắc như việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước không đủ để triển khai tổ chức xét và trao tặng, cũng như chưa quy định cụ thể nguồn, thiếu căn cứ để đề nghị bố trí kinh phí tổ chức xét tặng tại hội đồng các cấp. Việc ban hành nghị định quy định xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú lĩnh vực thủ công mỹ nghệ là hết sức cần thiết. Sự ra đời của nghị định tạo cơ sở pháp lý nhằm đưa việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú theo những tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục nhất định, đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện các quy định của luật, đồng thời khắc phục những hạn chế trong thời gian qua trong công tác xét tặng, phù hợp với quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.